Mặc dù gặp nhiều thách thức do đại dịch COVID-19, nhưng thời gian qua, trao đổi thương mại giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây vẫn tiếp tục duy trì ổn định, góp phần giúp kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ. Tại buổi hội đàm với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc Lộc Tâm Xã, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao tầm quan trọng của Quảng Tây trong hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Trung Quốc cũng như hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Tây với Việt Nam chiếm tới 74,18% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Tây với ASEAN, trong đó xuất khẩu sang Việt Nam chiếm 87,61%, nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 49,70%. Con số này thể hiện Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Quảng Tây trong khối các nước ASEAN. Để hoạt động thương mại song phương được duy trì ổn định trong thời gian tới, hai bên đã cùng trao đổi những vấn đề nâng cấp, khôi phục, kéo dài thời gian thông quan một số cửa khẩu đang tạm thời bị đóng do dịch COVID-19, các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc của Trung Quốc, thiết lập đường dây nóng để phối hợp giải quyết công tác thường xuyên và đột xuất, sớm ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại và Cục Triển lãm Quốc tế Quảng Tây, hợp tác hỗ trợ khai thác tuyến container đường sắt Việt-Trung, công tác phối hợp tổ chức hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 18, CA Expo 2021. Trong khuôn khổ hội đàm, Bộ Công Thương và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc đã đạt được đồng thuận với các nội dung kế hoạch hành động triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2021-2023 và sẽ ký kết ngay sau khi hoàn thành thủ tục nội bộ.